Mà đi tới chùa Bà mà nó lộn không mà. Chứ mà đi vô lại bà nha. Các bạn ăn nha. Mà ăn đi. Lăn vô trong biểu diễn đó con, vô trong biểu diễn cho bà xem. Xíu ra hả? Giờ bà con bắt đầu đi đâu bà con? Bắt đầu đi vô chùa, vô chùa. Vô chùa bà ha, cúng bà xem múa lăn nha. Mon đi dạy qua kia đi bạn ơi. Cái chiến giữa cậu mình.
Chuẩn bị xíu múa đó con, xíu biểu diễn đó, ở trong nó đông lắm. Bạn Mon ơi, bạn Mon quay đây nè. Múa lăng đâu bạn Mon? Ở trong đó đó ha. Quá đông rồi, khách quá đông. Hiện tại bạn Mon đang ở đâu? Đây nói các bạn nghe nè. Đang chùa bà. Đang ở chùa bà nha, miếu bà Chúa Xứ. Ông Minh có nghe tiếng gì chưa? Nghe tiếng trống rồi đúng không? Có tiếng trống rồi đó. Bây giờ mình cúng ở chùa bà xong rồi, giờ bạn Mon qua cúng ở chùa Tây An nha. Bây giờ bạn Mon cúng ở chùa Tây An. Bà rồi bây giờ sẽ cúng chùa Tây An nha. Qua chùa Tây An ha. Quá đông rồi. À.
quá đông.